Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh tử vi tâm linh hàng đầu Việt Nam, được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu trong tháng 12 là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Qua việc xem tử vi, quý vị có thể nắm bắt được vận cát hung trong cuộc sống của mình. Và cụ thể hơn, việc xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu trong tháng 12 âm lịch này thì bạn sẽ biết được qua tháng 12 của mình như thế nào, có vận hạn ra sao, về công việc và tiền bạc có được thuận lợi hay không và sẽ có những lưu ý gì mà chúng ta cần phải lưu ý trong cuộc sống của mình. Phần luận giải tử vi được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu về tử vi và phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên đây chắc chắn sẽ là một phần luận giải trong tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 12 âm lịch chính xác, đầy đủ nhất và hiệu quả nhất. Qua việc xem lá số tử vi, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những lời khuyên giúp cho gia chủ Đinh Sửu tránh được những vận hạn, có những bước đi gặt hái được nhiều tài lộc và may mắn trong cuộc sống của mình. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, mệnh giản hạ thủy, có đặc trưng là rất nỗ lực làm việc, cũng chẳng nề hà gian khó mà luôn hướng tới mục tiêu đã định. Họ đặc biệt không thích ồn ào, không thích gây chuyện thị phi. Gặp người yếu đuối, họ sẵn sàng giúp đỡ hết mình, chứ tuyệt nhiên không có ý định hiếp đáp. Người này có tinh thần hiệp nghĩa hiếm có, luôn đứng về phía lẽ phải. Họ không run sợ trước cường quyền, không khoanh tay bó gối đứng nhìn kẻ xấu, chẳng nhắm mắt làm ngơ khi thấy người nguy nan. Người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 có tố chất lãnh đạo, cũng có chủ kiến riêng, họ không dễ gì khâm phục người khác. Nhưng nếu gặp người khiến họ tâm phục, khẩu phục thì sẽ chẳng ngại ngần mà tán thưởng. Về mặt tình cảm, người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 khá đào hoa. Họ sớm tìm được người lý tưởng và nhanh chóng đi đến hôn nhân. Có điều người này không nên gây mâu thuẫn với bạn bè hay gây chuyện thị phi. Làm vậy sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân lợi dụng thời cơ hãm hại, đem tới không ít phiền phức. Dự báo trong tháng 12 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như ý. Vận trình gia chủ Đinh Sửu khá ảm đạm trên mọi phương diện, sự nghiệp sa sút khiến cho bản mệnh vô cùng mệt mỏi và lo lắng. Tài chính không có nhưng lại phải chi tiêu quá nhiều. Bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, hãy giữ gìn sức khỏe và tinh thần thật tốt. Đinh âm hỏa gặp tân âm kim nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ Đinh Sửu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến cho mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 12 âm lịch của Đinh Sửu cho thấy, xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có sự khởi sắc hay đi lên. Tháng này có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Thời gian này nếu bạn càng cố làm những công to việc lớn thì càng dễ hỏng. Do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng hơn là tham lam ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Tháng này, đam mê học hỏi không ngừng khiến cho chính người tuổi Đinh Sửu cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê ập tới trong mình. Và thế lúc này, gia chủ Đinh Sửu không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ hiệu quả hơn và tốt hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 12 này, cuộc sống của bạn tạm thời rất bận rộn với nhiều lời mời, kế hoạch giải trí sẽ kéo bạn ra khỏi guồng quay công việc. Thế nhưng đừng vì thế mà sao nhãng với những cơ hội tiền bạc đang tới. Xem tử vi tuổi Đinh Sửu tháng 12 âm lịch cho thấy, có thể có một sự nhiệm màu sẽ đẩy người tuổi Đinh Sửu tới bước ngoặt đáng kể về tiền bạc. Tuy nói là gặp may, nhưng xét lại thì đó là công sức và nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng với những gì bạn bỏ ra mà thôi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có biến cố gì xảy đến với mình.
Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Đinh Sửu không cẩn thận. Đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không nên làm quá sức khiến cho khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Mệnh chủ Đinh Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ tuổi Đinh Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi tháng 12 âm lịch, phương diện tình cảm của Đinh Sửu nhiều biến động. Cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Mỗi người tuổi Đinh Sửu đã kết hôn, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe, dễ dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho Đinh Sửu dễ mất kiên nhẫn nổi nóng với người thân của mình. Tử vi Đinh Sửu từng tháng âm lịch năm 2021 cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của gia đình bạn. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống này bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần mà mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ chồng, để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm không đáng có giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 12 năm 2021, tức ngày 6 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 12 năm 2021, tức ngày 18 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 30 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 9 tháng 12 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 12 năm 2021, tức ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Năm nay các gia chủ Đinh Sửu phạm Thái Tuế, người xưa có câu Thái Tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ Thái Tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Đinh Sửu sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài Thái Tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Đinh Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải cho tuổi Đinh Sửu thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và qua đó thì chắc chắn là chúng ta đã có những chiến lược mới, kế hoạch mới cho tháng 12 âm lịch đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.